Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lái xe taxi, lái xe công cộng để phục vụ khách du lịch. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ của lực lượng taxi thành phố, đưa tài xế taxi trở thành những đại sứ du lịch. Chị Thùy Linh đến từ tỉnh Đồng Tháp đã dành cả một buổi sáng để khám phá khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã lên mạng tìm hiểu về những điểm tham quan nổi tiếng, nhưng nếu như không được tài xế này tận tình hướng dẫn, cung cấp thêm thông tin, chị Linh sẽ mất nhiều thời gian cho các điểm đến. Nữ tài xế còn tư vấn lộ trình sao cho phù hợp với quỹ thời gian của khách và cung đường di chuyển. Tới một cái nơi mới thì họ sẽ luôn muốn khám phá, tìm tòi những cái nơi đặc sản ở cái nơi đó, thì cái người tài xế là cái người mà cần phải hiểu biết và biết rõ để có thể hướng dẫn cho khách hàng của họ biết nhiều về cái vùng đó. Gần 10 năm theo nghề lái xe taxi ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Đặng Thị Khoa cho biết, trước đây chỉ tập trung đưa đón khách đến các điểm khách yêu cầu, thì nay chị đã có thể tư vấn hỗ trợ thêm cho hành khách là khách du lịch những thông tin cơ bản về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những nét đặc trưng độc đáo về văn hóa, ẩm thực, giải trí. Từ chỗ tự trang bị, nay kiến thức càng được bổ sung sau khi chị Khoa dự lớp bồi dưỡng kiến thức cho lái xe taxi phục vụ khách du lịch. Nếu mình biết thêm cái kiến thức về du lịch đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái ngành kinh doanh vận tải của chúng em. Và em có thể là hướng dẫn cho khách được nhiều điểm đến để giúp đỡ cho cái ngành du lịch thành phố phát triển hơn. Nạn taxi chặt chém, gian lận giá cước, chửi bới có hành vi không đúng mực với du khách xảy ra ở nhiều thành phố du lịch. Các sân bay lớn, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất, là một trong những điểm trừ của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch Việt Nam. Lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống đối với khách du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tạo nên một đội ngũ lái xe taxi thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng đẹp với du khách. Trước mắt sẽ bồi dưỡng taxi sân bay và khu trung tâm, sau sẽ mở rộng taxi toàn thành phố. Giảng viên an ninh và công an và bên giảng viên của ngành du lịch đã dạy ra cho mình rút ra một kinh nghiệm là phục vụ khách hàng là đi xe an toàn và không chặt chém khách hàng. Các anh mà có trình độ và nhận thức tốt hơn thì chúng tôi sẽ đào tạo nhanh. Còn các anh nào mà có cái trình độ mà nó không bằng các anh đó thì chúng tôi sẽ trao đổi với giảng viên để chọn lựa và chọn lọc những cái giáo trình nó phù hợp với trình độ của từng anh một. Việc tạo dựng hình ảnh đẹp, mỗi lái xe taxi là một đại sứ du lịch, một người phát ngôn bản xứ. Không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ taxi mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch.